Xin chào quý vị và các bạn nhé. Trong cái video hôm nay ấy, thì mình có hai cái vấn đề chính để mình chia sẻ đến với các bạn. Nghĩa là mình sẽ chia sẻ đến các bạn là cái nét tướng của cái người mà có thể làm kinh doanh. Nghĩa là bạn ấy có cái nét tướng này ấy, thì bạn làm kinh doanh ấy, thì nó sẽ có lộc, có may mắn, sẽ thành công. Và bạn kinh doanh, bạn làm kinh doanh, bạn làm ăn ấy, thì nó sẽ giàu có. Thì bạn phải nhớ thế này nhé, làm kinh doanh ấy, thì nghĩa là nó rất là rộng, nghĩa là nó ở đây là gì? Cả chúng ta mỗi người thì đều có một cái sở trường, đều có một cái ngành, cái nghề riêng. Nghĩa là khi mà chúng ta trưởng thành, chúng ta đi kiếm tiền ấy, thì chúng ta đều có một cái ngành, cái nghề riêng. Có những bạn thì bạn ấy thích đi làm bên nghệ thuật. Tuy nhiên cái làm nghệ thuật của bạn ấy thì vẫn có thể là làm kinh doanh được. Kể cả là một cái người mà chơi đàn giỏi, đúng không? Chơi đàn giỏi này, chơi đàn đủ các loại thể loại đàn, thì các bạn không những các bạn là một nghệ sĩ mà các bạn vẫn có thể là kinh doanh về nhạc cụ đó. Hoặc là có bạn thì bạn làm bác sĩ giỏi, thì ngoài cái việc làm bác sĩ của bạn ấy giỏi thì bạn vẫn có thể bạn kinh doanh, bạn mở phòng mạch, mở những cái phòng khám riêng, hay là những cái phòng khám bạn mở. Hoặc là bạn ấy có thể là bạn kinh doanh thêm về cái chuyện mà bán thuốc men. Đấy, đại loại là như thế. Đúng không ạ? Đấy, nghĩa là hoặc là như thế này, hoặc là những cái bạn mà bạn ấy làm những cái công việc làm đẹp cho người khác đi. Đấy, làm về spa đi, làm về thẩm mỹ các thứ. Bạn có năng khiếu nghệ thuật về làm đẹp cho người khác thì bạn vẫn có thể hoàn toàn bạn mở kinh doanh bên ngoài. Bạn ấy mở, bạn bán những cái mỹ phẩm phục vụ cái đó này, hoặc là bán những cái thiết bị máy móc để mà giúp làm đẹp. Đấy cũng gọi là kinh doanh. Cái thứ nhất là mình sẽ chỉ ra cái tướng của cái người mà có thể làm kinh doanh tốt, sẽ giàu có, sẽ phát triển. Và một cái thứ hai cũng rất là quan trọng là mình sẽ bật mí cho các bạn một cái bí quyết mà để làm sao mà giúp cho các bạn quản lý tài chính ấy. Nghĩa là các bạn không bao giờ các bạn rơi vào cái thế bị động. Các bạn luôn tự tin, các bạn luôn cảm thấy là an nhiên, dù cho là có hoàn cảnh, dù cho là cái kinh tế, cái nền kinh tế nó có bất động, nó có biến động như thế nào, nhưng các bạn vẫn cảm thấy bình chân như vậy, các bạn vẫn yên tâm. Đó. Cái lời đầu tiên thì cho mình được cảm ơn quý vị khán giả vì cái video hôm trước, thì trong cái video thì mình cũng cái sức khỏe thì nó chưa được khỏe, nó mệt. Thì mình cũng nhận được những cái bình luận hỏi thăm sức khỏe, cũng như là động viên chúc sức khỏe mình đó. Thì cho mình cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã gửi những cái lời thăm hỏi động viên mình. Điều này nó là cái phương thuốc tinh thần rất là tốt cho mình.
Bởi vì khi mình đọc những cái bình luận của khán giả như thế thì mình cảm nhận được có một cái sự quan tâm rất là gần gũi, rất là gắn kết, phải nói là như gia đình ấy. Cảm giác nó ấm áp, cảm giác nó tình cảm lắm. Đấy thì các bạn cũng biết đấy, cái cuộc sống này thì nói cho cùng ấy thì cái điều quan trọng nhất vẫn là tình cảm. Không có tình cảm thì vứt đi. Bạn có làm ông giời hay là bạn có làm ông tướng hay là bạn có làm bất cứ một cái gì mà bạn không có được cái tình cảm, không có được những cái mối chân tình, không có, không tin tưởng được một ai, không có một ai mà thật lòng tình cảm quan tâm đến bạn thì xem ra cái cuộc đời của bạn nó cũng có thể trước mắt bạn chưa nhìn thấy, nhưng mà đến một cái lúc nào đó thì bạn sẽ thấy rằng là nó phí. Nếu mà sống mà chỉ chăm chăm mà đạt được cái mục đích, đạt được cái lợi ích, đạt được những cái mà tham vọng của mình ấy, mà chà đạp mà không có được cái tình cảm chân tình bên cạnh ấy, thì rất là phí. Con đường đẹp đến mấy mà đi một mình, mà bước đi một mình thì cũng đâu có thấy đẹp đâu. Nhiều khi những cái hỏi han, những cái tình cảm, những cái nó mộc mạc thôi, nhưng mà nó chân thành, chân tình, vẫn thích hơn là những cái người xung quanh thì lúc nào cũng xun xoe, nịnh bợ, nịnh hót, xong rồi họ thì họ chỉ chăm chăm, họ 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 lợi dụng mình thôi. Họ nịnh mình thì chắc là cái người mà đã là nịnh mình ấy, thì cái người đó là cái người cơ hội. Cái người cơ hội ấy, thì họ ấy chỉ ở bên mình khi họ họ cảm thấy có lợi về một cái việc gì, về một cái vấn đề gì cho họ, thì họ nịnh. Còn cái người chân thành chân tình thì người ta xuất phát từ cái tấm lòng, người ta đâu có vụ lợi gì ở mình đâu, đâu có toan tính gì đâu. Thế nên ý, cái tình cảm của khán giả hôm vừa rồi hỏi thăm mình, động viên mình rất vui. Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh, và cũng mong các bạn là hãy luôn giữ gìn sức khỏe. Sức khỏe nó thực sự là nó rất là quan trọng. Mình là mình bị chủ quan ấy, bởi vì mình có bao giờ, rất là ít, rất là hiếm khi mà bị ốm lặt vặt các thứ như này, hầu như là không bao giờ. Mà mình khi mình bị làm sao mình đâu có dùng thuốc đâu, toàn để cho nó tự khỏi thôi, không dùng thuốc, kể cả sốt cao đến mấy không dùng thuốc, cứ để cho nó tự khỏi, để cho cái đề kháng của cơ thể của mình nó tự chiến đấu với cả những cái vi virus, những cái vi khuẩn mà nó tấn công cơ thể mình, để cho nó tự chiến đấu nó mới khỏe được. Chứ bây giờ mà hơi một tí mà cứ lạm dụng vào kháng sinh, đến lúc mà nó dần dần cái đề kháng trong cơ thể của mình nó bị phụ thuộc, nó sẽ yếu đi, và dần dần lệ thuộc nhiều vào kháng sinh thì cái gì lệ thuộc nhiều thì sẽ đến lúc mà nó nhờn thuốc chứ, đúng không? Đấy, đại loại là như thế. Thôi lại quay trở lại tiếp nhá, quay trở lại tiếp. Nghĩa là ấy, những cái bạn mà bạn có thể là có cái duyên để mà làm kinh doanh ấy, thì cho dù là bạn có đang theo đuổi một cái ngành nghề nào của các bạn ấy, nhưng bạn có những cái nét tướng để mà làm kinh doanh ấy thì bạn nên làm nhé. Bạn làm thì bạn cứ yên tâm là bạn sẽ thành công, bạn sẽ giàu có, bạn sẽ may mắn. Nhiều người ấy, họ rất là giỏi nhưng mà họ lại không biết là họ giỏi. Thế đâm ra là họ cứ chọn theo cái con đường mà kiểu như là an phận ấy.
Bởi vì họ không biết là mình có cái khả năng như thế. Đấy, nếu như mà xem xong cái video này mà các bạn thấy mình có những cái nét tướng như thế này thì các bạn cứ mạnh dạn lên. Cứ mạnh dạn lên làm thêm về cái con đường mà kinh doanh đi. Cho dù là các bạn đang có những cái ngành nghề của các bạn ở trong tay thì bạn cứ mạnh dạn và làm thêm. Nói chung là người ta vẫn có cái câu là như thế này: phi thương thì bất phú, đúng không ạ? Cái thời buổi bây giờ là cái thời buổi mà chúng ta cảm thấy chúng ta làm được cái gì nó kiếm thêm được thu nhập là cái tốt, là cái điều rất là tốt. Nghĩa là cái thời buổi bây giờ không cho phép con người ta trì trệ. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà như là ngày xưa nhá, như ngày xưa theo cái mặt sàn chung, nghĩa là không ai có nhu cầu gì nhiều. Nhà cửa thì ngày xưa thì mọi người thì đâu có điều hòa đâu. Không có điều hòa thì không phải trả tiền điều hòa, đúng không ạ? Mà bên cạnh đó không có điều hòa thì chấp nhận là những cái buổi trưa mà mùa hè thì thôi rồi. Nó nóng như thiêu như đốt. Nhất là nhà nào mà lại ở cái nhà mà mái tôn, hoặc là những cái nhà nào mà cao tầng mà ở tận ở cái tầng trên cùng, rất nóng. Thì những cái năm mà ngày xưa thì nhà nào mà có điều hòa thì có khi là chỉ có những cái chuyên gia thôi, những cái chuyên gia, những cái người ở nước ngoài ở trong đại sứ quán ở Việt Nam thôi. Chứ thời mà mình nhớ là những cái năm tám mấy thì tám mấy đến 90 chín mấy thì cái số lượng mà gia đình mà có điều hòa thì nó quá ít, quá kém. Đấy, thì chúng ta ngày xưa chúng ta không có nhiều cái chi phí thì thôi, chúng ta không cần cố gắng, chúng ta không cần làm mà thêm kiếm thêm tiền làm cái gì hay là như nào thì mình không nói. Hoặc là bây giờ ấy, ngoài tiền điện này, đấy, tiền sinh hoạt đủ các loại tiền này, rồi xong bắt đầu lại tiền internet này, xong bây giờ các bạn thấy không, làm bất cứ một cái gì, cứ bước chân ra khỏi nhà là phải sử dụng đến tiền. Đây là mình đang nói về ở thành phố hoặc là ở những cái các tỉnh xung quanh nhé. Chứ còn nếu mà ở trên rừng thì mình không tính. Nếu mà ở trên rừng thì chi phí chắc là nó sẽ thấp thì mình không tính. Nhưng đại loại là bây giờ là, tóm lại là bây giờ cái cuộc sống bây giờ là đều là rất là cần 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 tiền, cần những cái chi phí. Thì đâm ra là các bạn là hãy chủ động lên trong công việc, cái làm được cái gì thì kiếm được ra kinh tế thì các bạn làm. Đấy, bây giờ nha là mình sẽ chỉ ra bốn cái nét tướng của cái người mà nếu như mà các bạn mà có bốn cái nét tướng như thế này này, kể cả là các bạn có một một nét tướng đổ lên thôi, là các bạn cũng có thể là cái người mà theo cái con đường kinh doanh buôn bán được, các bạn sẽ thành công cả nam cả nữ nhé. Cái đầu tiên nhé, cái nét tướng đầu tiên là bạn nào mà có cái trán cao ấy, cả nam cả nữ, các bạn soi gương các bạn thấy cái trán của mình nó có cao hay không. Đấy, cái chuyện mà cao trán thế nào là cao, thế nào là thấp thì có một cái video mình đã chia sẻ rồi.
thì hôm nay mình lại giới thiệu qua nhé. Nghĩa là trên một cái khuôn mặt của một người, nó chia làm tam đình, nghĩa là thượng đình, trung đình và hạ đình. Nó chia làm ba cái phần. Đấy, thượng trung hạ, nghĩa là ba cái phần đấy là bằng nhau nhá, nó chia ra. Nếu như cái phần trán của bạn ý, cái phần thượng đình ý, cái trán hay là còn gọi là cái phần thượng đình ý, nghĩa là từ cái chỗ mà ấn đường này này cho đến đường chân tóc này này, nếu như mà nó mà bằng trung đình, bằng hạ đình, bằng, nói chung là bằng 1/3 cái chiều dài của khuôn mặt ý, thì đấy là cái trán bình thường. Còn nếu như mà nó mà ngắn hơn 1/3 nhá, thì là cái trán thấp. Còn nếu mà nó mà cao hơn 1/3 thì cái trán của bạn được gọi là cái trán cao. Đấy, các bạn hình dung ra chưa ạ? Nghĩa là từ cái ấn đường cho đến cái đường chân tóc của các bạn mà nó dài hơn 1/3 khuôn mặt thì đấy gọi là cái trán cao. Nôm na là như thế. Cả nữ cả nam nhé. Các bạn nào mà có cái trán cao ấy, cái trán cao thì đây là cái biểu thị của cái đường quan lộc rất là tốt. Cái trán của một người ấy, thì nó chủ về cái sự nghiệp của một cái người đó nhá. Cái trán thì nó cũng nói về cái tương lai của một người. Cái trán ấy, các bạn nhìn cái người nào mà người ta thông minh ấy, thì các bạn cứ nhìn cái trán là ra ngay. Cứ người nào chán cao là cái người đó là cái người thông minh rồi. Chán cao mà rộng thì là những cái người mà vừa hiểu biết sâu rộng, vừa thông minh. Đấy, vừa là những cái người mà có chí hướng. Những cái người mà có cái chán cao, chán rộng thì họ là những cái người mà có rất là nhiều hoài bão. Những người này thì họ có nhiều lý tưởng lắm. Họ là người mà có chí tiến thủ ấy. Những cái người trán cao rộng như thế này, họ cũng là cái người mà có rất nhiều sáng tạo. Nói chung ấy, họ đi theo cái con đường mà kinh doanh là cực kỳ hợp lý. Những cái người ấy mà có cái trán cao ấy, mà rộng ấy, khi mà họ đi theo cái con đường kinh doanh ấy, thì họ là những cái người mà sẽ dễ mà đạt được những cái thành công. Bởi vì những cái người này họ là cái người mà rất khôn ngoan. Họ là người mà có cái sự khôn ngoan. Họ là cái người mà phải nói là ứng xử giao tiếp với mọi người rất là nhẹ nhàng, rất là mềm mỏng. Mà các bạn biết đấy, kinh doanh mà không khôn khéo, không khôn ngoan, không nhẹ nhàng, không dịu dàng, không mềm mỏng thì làm sao mà làm được. Chính vì vậy, nếu như những cái người ấy mà có cái trán cao rộng ấy mà đi theo cái con đường kinh doanh ấy, thì họ sẽ là cái người mà có được một cái khối tài sản rất là lớn. Các bạn cứ mạnh dạn lên. Đó. Một cái nét tướng thứ hai mà mình muốn chia sẻ đến với quý vị cùng các bạn. Đó là các bạn hãy soi gương đi. Các bạn nhìn vào cái đôi tai của mình xem như thế nào. Nói chung cái người mà người ta làm kinh doanh tốt ấy, thì họ đều là những cái người mà có cái đôi tai mà rất là dày dặn, to và dày dặn. Các bạn để ý xem, cứ tai to mà dày dặn. Các bạn thử soi gương xem có không. Cái người, nói chung là theo như nhân tướng học nhá, cái người mà có tai to và dày dặn ý, thì đây là cái người mà có cái tướng rất là quý. Nói chung ý, cái đôi tai thì nó thể hiện là cái người mà có nhiều phúc. Các bạn biết nhá, nói gì thì nói, có lộc ý, có lộc hay không ý, thì phải xem là cái người đấy có phúc hay không. Có phúc thì mới có lộc. Các bạn đừng có tưởng là đôi khi trong cái việc mà kiếm tiền hay là kinh doanh hay là như thế nào, các bạn đừng có tưởng là các bạn tài giỏi là được đâu.
nhiều khi cái tài sản của các bạn mà có được ấy, nó do cái phúc của các bạn ấy, cái phúc của các bạn nó chiếm cực kỳ lớn ấy. Dĩ nhiên là bạn có phúc thì bạn mới có được cái sự thông minh, có được cái sự tài giỏi. Nhưng nhiều người thông minh tài giỏi mà không có phúc ấy, không có tiền đâu. Nhiều người rất thông minh, rất tài giỏi, nhưng mà cái phúc kém, vẫn chật vật, vẫn đi xin việc đấy thôi. Vẫn đi xin việc, vẫn đi làm công nhân đấy thôi. Nhiều người học hành đại học này, đại học nọ, văn bằng này, văn bằng nọ, các kiểu đấy, vẫn đi xin việc đấy thôi. Nó ăn nhau ở cái phúc. Tài giỏi đến mấy mà cái phúc mà kém ấy, sẽ không có tiền, sẽ không có tài sản. Các bạn cứ để ý. Mà cái phúc ở đây thì là gì? Các bạn cứ để ý những cái người mà đã có tiền, có lộc, có phúc ấy, thì những cái người có phúc thì họ đều là những cái người mà phải nói là họ là cái người mà luôn sống vì người khác. Họ nghĩ đến người khác nhiều lắm. Họ hy sinh, họ chấp nhận, họ cho đi nhiều lắm. Những người này thì họ sống bằng cái tấm lòng, sống tử tế. Người ta giúp đỡ người một cách vô tư lắm. Người ta vừa có trí tuệ mà người ta lại vừa có cái tấm lòng, người ta giúp đỡ người. Chứ không phải là người ta giúp đỡ người theo cái kiểu là giúp đỡ để được phúc đâu. Không, giúp đỡ của người ta là cái giúp đỡ mà có trí tuệ. Nhiều người thì không có trí tuệ thì cứ nghĩ là cho đi thì sẽ là được phúc. Cuối cùng cho đi, lẽ ra cái tiền cho đi, những cái thứ mình cho đi, thà mình để mình làm vốn để mình làm ăn kinh doanh, rồi sau này không khá lên thì mình cho đi đâu có muộn. Thì đằng này lại cứ thấy người ta nói cho đi là được phúc, là cứ thế là cho đi. Cho đi mà không hiểu biết, không trí tuệ thì cho đi thì chỉ có nghèo thêm thôi. Đúng không ạ? Đấy, các bạn để ý nha. Cứ ai mà có cái đôi tai mà to mà dày, các bạn làm kinh doanh được. Nhất là cái đôi tai của bạn ấy nó phải cao hơn mắt nhé. Có nhiều người mà tai to mà tai dày mà tai mà lại thấp hơn cả cái mắt của mình thì là cũng là vứt đi đấy nhá. Nếu mà để mà cái đôi tai ấy, mà nó mà chuẩn nữa mà đẹp nữa ấy, thì cái đây này, cái bên trên cái tai này này, nó phải cao ít nhất là bằng mày, bằng cái lông mày, hoặc là cao hơn lông mày. Đây, các bạn cứ để ý nha. Những cái người ấy mà có cái đôi tai mà cao bằng hoặc là cao hơn lông mày ấy, họ là người có trí tuệ, họ là người có thực tài, có trí tuệ. Các bạn để ý là toàn là những cái người mà người ta làm được nhiều việc lớn ấy, người ta thành danh, người ta nổi danh ấy, thì các bạn cứ để ý xem cái đỉnh tai của họ bao giờ cũng cao bằng hoặc là cao hơn lông mày. Nói chung ấy, nói tóm lại ấy, bạn nào mà có cái đôi tai vừa to vừa dày mà lại cao hơn mắt nha. Mình chưa nói đến cao hơn mày đâu, nhưng mà cứ cao hơn mắt đi, là bạn là cái người mà có thể làm kinh doanh tốt, bạn là cái người mà có thể là gặp nhiều may mắn, gặp nhiều lộc, buôn may bán đắt đấy, đại loại là nhiều, bạn có nhiều cái cơ hội trong cái việc kinh doanh lắm. Bạn cứ mạnh dạn lên bạn làm đi, kể cả là bạn đang làm ở trong một cái lĩnh vực gì thì bạn vẫn có thể là bạn kinh doanh được cơ mà, đúng không ạ? Một cái đặc điểm thứ ba này. Một cái đặc điểm thứ ba, các bạn hãy soi gương nha. Các bạn soi gương, các bạn nhìn vào cái mũi. Các bạn hãy nhìn vào cái mũi của các bạn. Cả nam cả nữ nhé. Cái mũi ấy
thì trong nhân tướng cái mũi thì là cái cung mà tài bạch. Nói chung cái mũi thì nó chủ về tiền bạc. Nói chung cái mũi thì nó có rất là nhiều ý nghĩa ở trong con người, nhưng nói về tiền bạc thì phải nhìn đến cái mũi. Cái mũi của cái người ấy mà có thể làm kinh doanh tốt ấy thì phải là cái mũi thứ nhất là cao, thứ hai là to, thứ ba là cái đầu mũi nó tròn, nhìn cái mũi nó phải vững vàng, nhìn nó sáng láng nhá. Bạn nào mà có cái mũi như thế thì nói chung là rất là hanh thông về cái mặt mặt tiền bạc. Các bạn sẽ là cái người mà làm ăn kinh doanh tốt. Các bạn là rất là gặp may mắn trong cái vấn đề tiền bạc. Hơn nữa bạn nào mà có cái mũi như thế thì bạn là cái người mà rất rất giỏi về quản lý tiền bạc, quản lý tài chính. Đấy, cũng rất là nhiều video thì mình cũng đã nói với các bạn rồi. Cái người mà kiếm được tiền ý là một chuyện, nhưng mà giữ được tiền thì mới là giỏi. Chứ kiếm có nhiều bao nhiêu mà không giữ được ấy thì cũng vứt đi. Kiếm tiền là phải biết giữ tiền chứ, giữ tiền để mà phát sinh, để sinh sôi nảy nở chứ. Chứ kiếm được bao nhiêu mà hết bao nhiêu thì là vứt đi rồi. Mà cái người mà kiếm được bao nhiêu mà tiêu hết bấy nhiêu ấy thì cái mũi của họ ấy nhỏ lắm, vẹo lệch nhỏ, xương sẩu lắm. Còn những cái người mà có cái mũi to, cái đầu mũi tròn, nói chung là vững vàng nhá, nhìn dày dạn, nhìn sáng láng ấy, thì các bạn cứ yên tâm, các bạn là cái người mà không những may mắn về tiền bạc mà các bạn là những còn là những cái người mà rất giỏi quản lý tài chính. Thế đâm ra là các bạn không sợ, các bạn làm kinh doanh rất là hợp, rất tốt, rất may mắn. Nói chung những cái bạn mà có cái mũi kiểu như mình vừa tả ấy thì là những cái người mà rất giỏi buôn bán ấy, rất giỏi tính toán để mà kinh doanh đấy. Bên cạnh đó nha, những cái người mà đã có cái mũi to, cái đầu mũi tròn rồi mà lại có hai cái cánh mũi ấy, mà nó cũng rắn ấy, nó cũng nảy nở, nó cũng tươi sáng ấy, nhìn nó vững vàng ấy, thì các bạn cũng là cái người mà có cái vượng khí rất là tốt. Các bạn cũng là cái người mà có cái tướng người ta gọi là đại phú đại quý đấy. Nói chung là không những tài lộc dồi dào mà các bạn lại là những cái người mà kiểu như là có cái sức khỏe cũng dồi dào. Mà những cái người như này, những cái người có cái mũi như này thì họ cũng đều là những cái người mà rất đáng tin cậy. Họ là những người vững vàng, họ là những cái người rất rất giàu nghị lực. Những cái người này không những có họ có cái sức khỏe tốt nhưng mà họ còn là những cái người mà họ sẵn sàng là họ chịu được gian khổ, họ bền bỉ lắm. Họ không bỏ cuộc đâu, họ làm cái gì kể cả là khó khăn như thế nào họ cũng vượt qua được hết. Họ cũng là cái người sẵn sàng họ giúp đỡ người khác rất là nhiệt thành. Ai khó khăn hay là như nào mà nhờ vả đến họ là họ giúp đỡ ngay, không tính toán nhé. Những cái người như thế này họ là những cái người rất mạnh mẽ, họ có khí chất, có tố chất, họ mạnh mẽ hơn người. Nói chung là cái nghị lực của họ là hơn người. Họ là cái người mà rất đáng tin cậy. Các bạn làm kinh doanh tốt nhá. Kinh doanh thì cần phải là cái người mà đáng tin cậy, giữ chữ tín. Thế đâm ra là bạn nào mà có cái nét tướng thứ ba là có cái mũi mà như mình vừa miêu tả ấy, các bạn hãy mạnh dạn lên, các bạn làm kinh doanh rất tốt. Và một cái nét thứ tư cũng là cái nét cuối của bốn cái nét tướng mà mình muốn chia sẻ cho các bạn là cái cằm. Các bạn soi gương đi, các bạn xem cái cằm của các bạn đi. Cái người mà làm kinh doanh tốt ấy, có thể làm kinh doanh ấy, làm kinh doanh mà có may mắn sẽ giàu có ấy, thì đa phần là những cái người mà có cái cằm tròn và đầy đặn. Nếu như bạn có cái cằm tròn đầy đặn ấy, nó không chỉ nói lên là bạn là cái người mà biết kiếm tiền, giỏi kiếm tiền, mà còn nói lên bạn là cái người biết tiết kiệm tiền.
cả những cái đồng tiền bạn kiếm được ấy, bạn sẽ tiết kiệm một cách rất là hợp lý. Nói chung nếu như bạn đi theo cái con đường kinh doanh ấy, thì bạn sẽ ngày một giàu có hơn. Nói chung là càng ngày càng giàu có. Cái cằm tròn và đầy đặn ấy, thì đây nó là cái biểu hiện của một cái người mà phú quý. Cái người có phúc tướng ấy, thì cái cằm luôn tròn và đầy đặn. Nói chung các bạn cứ để ý những cái người mà có cái cằm tròn đầy đặn ấy, thì cái cuộc sống của họ tự tại lắm. Họ thì lúc nào cũng thoải mái. Cái cuộc sống của họ an nhiên lắm, họ vô lo lắm. Những người mà có cái cằm tròn đầy đặn ấy, thì họ cũng là cái người mà rất thẳng tính. Họ là những cái người mà thẳng thắn, thẳng tính. Những người này thì có trí tuệ. Họ ấy thì là những cái người mà dám nghĩ, dám làm, nói là làm, rất có chữ tín, sống rất có trước, có sau, có hậu. Khi mà họ quyết định ý, khi họ mà đã quyết định, họ hứa hẹn một vấn đề gì đó ý, thì kể cả sai họ cũng chấp nhận, chứ họ không nuốt lời. Uy tín. Kể cả là bằng lời nói thôi nhé, kể cả thua thiệt, chấp nhận, họ không nuốt lời. Đấy, các bạn hãy để ý những cái người có cái cằm tròn đầy đặn ấy, họ có được cái tố chất như thế. Nói chung họ cũng là cái người mà có pha chút những cái người ta gọi là những cái mà liều lĩnh ấy. Nói chung thì liều thì ăn nhiều. Trong kinh doanh thì cái yếu tố mà liều lĩnh thì không thể tránh khỏi, đúng không? Cái người mà làm ăn kinh doanh giỏi ý, thì họ cũng không chờ cơ hội 10-10 đâu. Họ cũng là những cái người mà cơ hội 10-10 thì ai người ta cũng nhìn ra rồi thì nói làm gì nữa. Thì làm sao mà làm kinh doanh giỏi được. Đại loại là đấy, đại loại là như thế nhá. Đại loại là các bạn để ý, nếu như mà các bạn có cái cằm tròn và đầy đặn ấy, các bạn cũng nên mạnh dạn làm kinh doanh nhá. Các bạn sẽ là cái người mà làm mà có lộc có hậu đấy, có phúc ấy. Các bạn làm thì nhanh giàu có lắm. Đó, vừa rồi là mình vừa nói, vừa chia sẻ về bốn cái nét tướng mà nếu như các bạn có một trong bốn nét tướng đó ấy, thì các bạn nên đi theo cái con đường kinh doanh sẽ rất là may mắn. Và cũng như ban đầu video ấy, thì mình sẽ bật mí cho các bạn một cái bí quyết là như thế này, để làm sao mà các bạn thì không bao giờ các bạn bị rơi vào cái trạng thái bị động trong cái vấn đề mà tài chính. Đây nó là cái bí quyết đấy. Nghĩa là như thế này nhé. Trong mỗi con người thì chúng ta đều ít nhiều chúng ta đều có phúc. Có người thì phúc lớn, có người thì phúc nhỏ. Có người thì phúc dày, có người thì phúc mỏng. Đại loại là ai thì cũng có phúc, không nhiều thì ít, đúng không ạ? Vậy thì để mà cái cuộc sống của mình ấy mà nó được êm đềm, êm đẹp, được thuận lợi, được suôn sẻ, được an nhiên, được tự tại, được an nhàn ấy, thì chúng ta phải nhớ một cái điều là như thế này. Đừng bao giờ chúng ta mà xài quá cái phúc của mình. Phúc hay người ta còn gọi là phước. Đừng có xài quá cái phước của mình.
nghĩa là gì? Nghĩa là, thôi mình nói cụ thể như thế này cho dễ hiểu nhé. Ví dụ, trong một tháng, cái phúc của bạn ấy, bạn kiếm ra được 10 phần. Nhờ cái phúc của bạn, bạn sẽ kiếm ra được 10 phần. Thì bạn tiêu lấy 5 phần thôi. Bạn xài 5 phần ở cái phúc của bạn đấy thôi. Một nửa. Còn một nửa, bạn tiết kiệm, bạn cất đi. Bạn chỉ ăn tiêu hay là đầu tư trong một nửa thôi. Một nửa cái phúc của bạn thôi. Bạn đừng xài hết. Nhiều người thì kiếm được bao nhiêu? Kiếm được 10, tiêu hết cả 10, thậm chí là cần đi vay thêm. Kiếm được 10 lại không những tiêu hết 10 rồi là còn đi vay thêm. Vay thêm thì bắt đầu đến tháng sau thì lại kiếm được 10 phần để đi trả nợ. Xong rồi lại cũng tiêu hết. Nghĩa là cái người như thế người ta gọi là tiêu quá cái phước của mình, tiêu quá cái phúc của mình ý. Như thế thì mất phước, như thế thì mất phúc. Làm sao mà giữ được, làm sao mà tích được cái phúc? Các bạn muốn cái phúc của mình nó càng dày lên ý, thì các bạn nghe mình. Các bạn kiếm được 10 phần, các bạn giữ lại 5 phần, các bạn cất đi. Còn 5 phần ý, các bạn chi tiêu cho những cái nhu cầu sinh hoạt. Kể cả các bạn muốn làm ăn, muốn đầu tư cái gì thì chỉ ở trong cái 5 cái phần đó thôi. Bởi vì mình chỉ nói thế này. Dĩ nhiên, khi mà người ta làm ăn kinh doanh ý, thì người ta sẽ muốn là đầu tư nó gấp thép. Người ta tích và người ta sẽ đầu tư gấp thép. Chứ người ta không bỏ lọ, người ta không cất riêng như thế đâu. Nhưng mà như thế, 10 lần bạn đúng, 10 lần bạn chuẩn. Nhưng sang lần thứ 11 mà bạn không chuẩn ấy, bạn cứ gấp thép, bạn đầu tư, bạn gấp thép. Nghĩa là bạn tham, nghĩa là bạn cứ xài quá cái phúc của mình đi. Thì cái lần 11 bạn không may mắn đúng không? Nó sẽ mất hết. Nhưng mà nếu như bạn chịu hưởng một nửa cái phúc của mình thôi, mình vẫn còn cơ mà, mình cất, mình tiết kiệm, mình cất, đúng không? Thì cho dù 10 lần bạn được, lần thứ 11 bạn không được, thì tất cả những cái lần được bạn vẫn cứ trích ra được một nửa. Dù là kinh tế nó có biến động, dù thời cuộc nó có như thế nào, nó có gặp những cái trở ngại như nào, thì bạn hoàn toàn bạn không lo, bạn đâu có mất đi đâu. Như thế người ta có thể nói là chậm mà chắc. Đúng không ạ? Các bạn cứ để ý nhiều người, người ta làm kinh doanh, người ta rất là giỏi. Giỏi ở cái điểm là như thế này. Người ta còn thế chấp cái nhà người ta đang ở. Người ta thế chấp. Cái nhà thì ngân hàng thì cầm cho các bạn thì giỏi lắm là 70% đúng không? Ừ, các bạn có cái nhà, có cái sổ đỏ rồi. Bây giờ các bạn thế chấp, bạn cầm đi. Bạn lại đi, bạn vay thêm. Bạn vay 70%, bạn lại mua cái nhà khác. Thì với cái tiền mà giả lãi suất ngân hàng thế này thế kia thì nó là rất, nó cũng không cao. Nếu một khi mà các bạn cứ dồn rồi các bạn mua nhà rồi cái căn nhà đó các bạn lại cho thuê, thì cái tiền thuê thì cũng có thể là đủ để giả ngân hàng, chẳng hạn là như thế. Nhưng mà có một cái điểm như thế này. Như thế là các bạn lại là xài quá cái phước của các bạn. Ở đâu ra cái chuyện mà các bạn vừa có tiền, vừa có nhà? Dĩ nhiên là về pháp luật là đúng rồi, về cái phước của các bạn là đang bị xài quá. Bằng chứng là gì? Có những cái lúc ấy suôn sẻ, các bạn cho thuê được nhà thế này thế kia thì không sao. Còn là đất ấy, nó đang là có giá, được giá. Tiền nó không mất giá, nó không trượt giá. Hoặc là tất cả mọi cái tình hình kinh doanh ấy, nó thuận lợi thì không sao.
Nhưng đùng một cái, khi mà các bạn mà hết phước rồi, các bạn xài hết phước ấy, bất cứ cái chuyện gì nó cũng có thể xảy ra. Các bạn hãy nhớ là các bạn tính được thì thiên hạ cũng tính được. Chỉ có cái điều quan trọng nhất là đừng bao giờ hưởng quá cái phước của mình đang có, thì các bạn sẽ an nhàn, các bạn sẽ luôn bền lộc, luôn gặp nhiều may mắn, luôn có may mắn, luôn bình an, luôn an nhiên, luôn tự tại. Đó, các bạn hãy nhớ cho mình một cái điều như thế này. Dĩ nhiên là mình sẽ không khuyên được tất cả mọi người đâu nhé, bởi vì mỗi người có một cái suy nghĩ riêng, và cái suy nghĩ của mình ý, nó chỉ đúng với những cái người mà áp dụng, mà tin tưởng và cảm nhận. Chứ những cái người mà giỏi hơn nữa thì họ đều có cái suy nghĩ của họ, họ đều có cái quyết định của họ, thì những cái người đó thì mình không dám khuyên. Còn cái mặt sàn chung thì các bạn hãy cân nhắc nha. Đó, video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị cùng các bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh trong cuộc sống. Nếu bạn có đóng góp thêm ý kiến, có thắc mắc, có phản hồi, có yêu cầu mình chia sẻ về vấn đề gì như thế nào, bạn hãy để lại bình luận bên dưới cho mình. Thân ái, chào tạm biệt.